Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình làm cái món ếch chua rôm các bạn ơi. Tối hôm qua mình có đi soi được mớ ếch nè. Đồng một con bự bự không các bạn. Nè. Này là ếch cái. Có con mấy ếch đực nhỏ xíu nữa. Làm món có người nói ếch chua rôm, còn có người kêu bằng ếch núp lùm. Được 2, 4, 6 mấy con gì. Cái này bành nó hết ra rồi. Ếch bự bự không hả các bạn ơi. Mình được 7 con các bạn ơi. 7 con ếch mà có 5 ếch bự. 5 ếch bự còn 2 ếch nhỏ nè. Giờ mình lọt da nó ra rồi mình làm món ếch chua rôm á, có người người ta làm là để da, nhưng mình thì ếch đồng này mình sợ nó có sên nên mình mài nó ra, mình coi có sên mình gỡ sên ra, mình bỏ da. Thế thì giờ mình lọt da xong rồi nè các bạn, giờ tới mình lọt sên nè các bạn, coi con ếch đồng nó sên nè. À, nó trắng như là nó sên nè. Nếu mà bạn làm ếch nuôi á thì để da được, còn ếch đồng là đừng có để da nè, sên nè. Nên mình kỹ là mình đã lọt ra nè, sên nó nhìn quá trời luôn nè các bạn nè. Ở nhà mình làm ếch đồng mình ăn là mình lọt da đó mà. Ít có khi nào mà mình để da lắm. Có nướng trui đó là qua tháng kia kìa, mưa già xuống kìa. Tháng 9, tháng 10 kìa, là ếch nó mới không có sên. Còn như mưa đầu mùa, mới đầu mùa này là sên dữ lắm. Quá trời luôn, con nào không có ếch này, ếch cái trứng trứng bụng luôn nè các bạn. Con nào không có trứng hết á. Mà anh đẻ bớt rồi giờ còn ít. Chứ mấy bữa hổm mới mưa mà cây hay cây đầu mùa á là con nào cũng vậy, cái bụng nó trứng đầy nhóc luôn, nhốt lên đêm sáng là nó đẻ trong cái bồng. Thì ếch mình mần xong rồi nè các bạn, mần ếch xong rồi thì mình làm món này gồm có sả với tỏi là miếng ớt xiêm với dưa leo cà chua rau răm, đường, bột ngọt, với cái này là bọc chiên giòn nè các bạn. Đây dầu phộng mình để chiên, còn đây nước mắm để mình ướp ếch với lợi xả. Thì giờ đầu tiên thì mình cắt ếch ra trước để mình ướp. Ếch thì mình cắt làm 4 thôi. Ếch mình gỡ xin ra nhìn nó nát đó, nhìn nó không ngon. Ếch nuôi nó không có sên, mà ếch đồng mình có sên ngộ vậy. Ếch mình bán ở trên quán mình thì nó mình thấy đâu có sên đâu. Giờ thì mà mình đập tỏi cho mình ướp ếch bạn ơi. Nay dịch quá trời luôn, mình với mèo giờ cũng không có gặp nhau nữa, gặp nhau chỉ nói chuyện ở xa thôi chứ không có lại gần. Tại anh mèo ảnh đi làm công ty, ảnh tiếp xúc với nhiều người, còn mình thì ở nhà không à. Mình có con nhỏ với lại ba mẹ cũng già rồi nên mình kỹ tí xíu, mình không có tiếp xúc với ai hết à. Để qua giờ đi rồi mình với anh mèo mới gặp lại làm clip cho cả nhà mình xem. Thì hiện giờ thì mình có mình à, chắc mình sẽ làm những cái clip mà sinh tồn đồ đi săn bắt đồ ở ngoài bưng á, chứ
mình không có làm clip mà ăn uống với mấy anh em nữa. Thì cả nhà mình xem thì cũng ráng ủng hộ mình nha. Làm một mình thì chắc clip nó không có hay bằng có anh Mèo nữa. Có hai anh em làm thì hay hơn. Làm món này thì giờ mình ướp tỏi, sao mình sắc tỏi nhuyễn nè. Giờ mình bỏ vô ớt. Xong thì giờ mình ướp cho nó một miếng bột chiên giòn nữa bạn. Vừa bột vừa phải thôi, vừa phủ trùm con ếch lại thôi. Rồi tấn này thì mình bỏ cho nó miếng bột ngọt. Giờ thì mình chế cho nó miếng nước mắm nữa bạn. Bây giờ mình trộn đều lên các bạn ơi. Ta có người ướp cà no nữa mà mình không ướp cà no, mình chỉ ướp bột ngọt với nước mắm thôi. Rồi phần ếch xong rồi, giờ mình để đây cho ếch nó thấm qua mình làm rơm. Bây giờ mình làm đập xả ra mình làm rơm bạn ơi. Xả thì mình lấy cái khúc già trên đây thôi, còn cái khúc non này mình bỏ đi. Khúc non này mình đập nó sẽ bể nát ra, nó không có sợ. Nè, thấy không? Ngay chỗ này mình đập nó non nó còn căng ra. Sao ớt mà thấy rôm nhiều quá trời quá đấy. Nay giật khổ quá, ăn rôm nhiều. Xả này mình đập càng nhuyễn thì nó càng ngon nghe bạn. Càng nhuyễn thì mình chiên nó nha mau giòn. Thì xả mình đập dập hết ráo rồi nè các bạn. Giờ thì mình cắt khúc nó ra. Mình cắt cục cục nó đây. Vậy để lát nữa cái cắt xong mình sẽ nhẹ nó ra. Rồi giờ thì tới phần mình xé sợi nó ra. Phần này chắc lâu rồi nghe. Thì xả giờ mình làm xong rồi nè các bạn, đập nhuyễn rồi nè. Giờ thì mình ướp nó miếng bột ngọt với miếng nước mắm và một miếng bột chiên giòn nữa. Rồi như vậy thì giờ mình trộn đều lên. Có mùi nước mắm nghe thơm này ha, cảm cái mùi xả nữa. Ba cháy. Mình làm xả xong rồi các bạn ơi.
Giờ mình đổ dầu vô mình chiên xả trước. Mình chiên xả xong rồi mình mới chiên ớt. Dầu nóng rồi mình bỏ xả cho các bạn ơi. Bỏ xả vô thì mình trộn liên tục, chỉ để mình để một chỗ mà xả nằm một chỗ là nó bị khét nha các bạn. Chiên xả vàng rồi nè các bạn ơi, luôn vàng rồi nè, giòn rồi đó. Rồi mình gấp ra dưa với lại cà rồi mình cũng sắt xong luôn rồi. Thì mình chiên rôm xong rồi được nhiêu đây nè các bạn, mình chắc lên đây rồi. Giờ tới cái phần mình chiên ếch, mình lấy dầu này mình chiên luôn nha các bạn. Tận dụng vàng bên bên nữa bạn ơi, nhìn cái màu hấp dẫn quá chứ. Quá tuyệt vời. Trời ếch vàng nữa bạn ơi. Giờ mình gắp ra bỏ ra dĩa. Nãy ít nhiều quá mình chiên hai lần. Để miếng rơm ấy sợ nó rút mỡ xuống, để miếng rỡ xuống dưới. Rồi cái đùi như ít này hơi y cái đùi của Rundo rồi. Thế bị ấy. Bỏ nó vô mình chiên. Bây giờ mình đâm tỏi ớt ra mình làm nước mắm bạn ơi. Cái này thì mình làm nước mắm thiệt là kẹo. Mình làm đâm đường với bột ngọt với ớt, tỏi. Đây thì chén tỏi ớt mình đâm nhuyễn rồi nè các bạn. Rồi mình pha cho nó một miếng nước. Một miếng nước nóng mà mình để nguội nha các bạn. Rồi mình quậy đều lên. Cái nước mắm làm rất là kẹo luôn. Cái này cái phần trứng ếch mình để mình chiên sau nè các bạn.
5 con ếch, 5 cái đầm trứng, lửa trái không à, cái tật mình đem bán hết rồi. Phần trứng này chín luôn rồi các bạn ơi. Rồi, mình gấp xuống, quất thôi. Mình có chuẩn bị rau răm nữa nè các bạn. Mà xuống đây cái chòi mình gió quá, khô hết đó, mới đây nãy giờ khô queo hết rồi. Mình làm xong rồi giờ xin mời các bạn nha, cái đồ hết với mình nha. Nó đầm giòn quá trời các bạn ơi. Đã quá. Toàn bắp chuối nha. Nó chảy luôn. Anh mẹ không thấy chắc anh giận mình quá. Rau răm những clip sau là mình đi sinh tồn ở ngoài bưng không, làm nướng đồ cá ếch đồ chuột đồ ngoài đồng nha, không có ít có về nhà làm món. Xin mời các bạn ăn miếng rơm với mình nha. Giòn. Mời các bạn dùng cái đường ếch nữa các bạn ơi. Đã. Cả nãy mình có ớt miếng nước mắm vô chiên là giòn cũng thơm ghê luôn, mặn mặn dễ ăn. Đợi mình ăn cái trứng nha các bạn.
các bạn. Cái bọng phụ ngoài cắn vô cái nên đã. Cái này mình lấy nó dính cái gan với bao tử nó luôn. Ớt là thấy vậy mà làm món này nè, một mình ăn một con ớn à. Mình ráng thêm cái nắp nữa. Quá ngon bạn ơi, đã quá. Dầu mỡ nhiều mình kẹp với cà chua nè, ăn em ngon. Mình ăn no rồi các bạn ơi, đủ hết ca nước luôn rồi. Thôi giờ clip của mình cũng dừng đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.